Dạ chào các bác ơi. Đấy, nó xiên rồi. Đang 2, 4, 6, 8, 10, mấy con này?
không? Lấy cái chống đèn ra đấy, nhìn thấy không? Ông nhìn thấy ở đây mà. Nhìn thấy bằng đèn không? Đấy, mặt các bạn. Rõ ích to. Rồi bé. Mua nhiều lắm. Hai. Vâng, hôm nay em soi được ít quá các bác ạ. Bây giờ cho em gà em mổ. Em mổ nó để nướng. Mày
Buổi tối ở đây khá nhiều ếch nhái. Này tôi đi soi được ít quá, không được mấy, phải có vài con này. Này anh không biết, anh cứ bắt chả biết con nào nên ăn, con nào không nên ăn thì con nào nên ăn thì lấy, con nào không nên ăn bỏ nhá. Hình như con đầu tiên là không nên ăn thì sao? Hả? Anh suối đã ăn được hết á? Anh nghi nghi con đấy là không nên ăn. À, đã ăn được hết à? Đấy, lấy que kẹp luôn ở đấy, lấy que kẹp luôn đấy. Có lấy ướp bột canh không? Hả? À? Có ướp không? Mấy con chắc này một kẹp bé bé các bác ạ. Rồi, bắt đầu buộc cho lên nướng. Đừng mà kẹp bé bé các bác. Không được nhiều lắm, hôm nay đi không được nhiều lắm. Có mấy con các bác. Đấy, một xiên này. Đang hả? 2, 4, 6, 8, 10, mấy con này? Làm một bát thôi.
Em mời các bác nhá. Này soi ít quá các bạn. Như hôm nọ em soi được nhiều, 4 năm kẹp tha hồ ăn. Này ít ạ. Hôm nay ngồi ăn sướng hơn hôm nọ. Hôm nay có đèn sáng các bác ạ. Hôm nọ tối quá. Này hôm nọ em ngồi tận ở trong lều. Ngồi trong lều tối hôm nay có đèn ở ngoài sáng. Đây, ngon chưa các bác? Nhiều một con người. Thôi em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo nhé. Chào các bác ấy.